Thưa quý vị và các bạn, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới, huyện Mường Khương đã có sự chuẩn bị chu đáo, trong đó công tác an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông đã được siết chặt với quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này. Những ngày này, tại các thôn bản của xã Nấm Lư luôn có sự hiện diện của các cán bộ làm công tác an ninh trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an xã, công an viên thôn thường xuyên nắm bắt cơ sở, vận động bà con thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban bầu cử xã thành lập các tiểu ban an ninh và tiểu ban y tế. Lực lượng công an xã chúng tôi cũng đã tiến hành trực 100% quân số, tham gia tổ chức các buổi tuần tra kiểm soát tại các thôn cũng như là tổ chức tuyên truyền pháp luật với các thôn. Thì đối với xã Nấm Lư hiện nay chúng tôi đã có 5 đồng chí công an chính quy để phối hợp với các thôn. Thì trên địa bàn xã thì có 9 thôn, thì có các cái thôn thì đều có là công an viên để phối hợp với công an chính quy để nắm địa bàn và thực hiện tốt cái xử lý rồi là các cái vụ việc xảy ra trên địa bàn và không để xảy ra các cái vụ việc trong cái thời gian diễn ra bầu cử. Cùng với sự chủ động từ các địa phương, thời điểm này Công an huyện Mường Khương cũng triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông các địa bàn trọng điểm. Tại tuyến quốc lộ 4D, cửa ngõ xã Bản Lầu, những ngày này người và phương tiện qua lại đều được kiểm soát chặt chẽ. Ngay từ sớm thì chúng tôi đã tham mưu cho huyện ủy ban hành cái chỉ thị và Ủy ban nhân dân huyện ban hành cái kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn huyện Mường Khương. Rồi đối với đơn vị thì chúng tôi cũng tập trung vào cái đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử này. Chúng tôi cũng đã thành lập 2 cái tổ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, rồi 2 cái tổ về tuần tra kiểm soát ban đêm tại tuyến địa bàn trọng điểm. Hiện Công an huyện Mường Khương đã thành lập 4 chốt kiểm soát liên ngành hoạt động 24/24 giờ tại các địa bàn giáp ranh huyện Mường Khương. Đồng thời cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên tuyến biên giới, tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, làm tốt công tác quản lý cư trú, chuẩn bị các điều kiện an toàn nhất cho cuộc bầu cử sắp diễn ra.